Cho mày chết nè, cho mày chết nè. Còn dám tới đây xin thức ăn nữa hay không? À, các người đã không cho, làm gì đánh tôi dữ vậy? Tha cho tôi đi, tôi chưa rồi, tôi sẽ không tới đây nữa đâu. Đây là lần đầu cũng như lần cuối, bọn tao nhẹ tay với mày. Lần sau thì đừng có trách bọn tao ra tay độc ác. Lũ khốn kiếp, bọn chúng ở đây giàu sang, dư giả thức ăn. Mình tới xin một chút về cho mấy đứa tivi baby mồ côi ăn. Mày và bọn chúng đối xử tàn nhẫn với mình. Có lẽ hôm nay lại phải tiếp tục nhịn một bữa nữa rồi. Hả? Mọi người ơi, cha nuôi của chúng ta về rồi kìa. Cha ơi, cha ơi, cha về đem nhiều thức ăn cho chúng con lắm, phải không? Chúng con đói bụng quá à. Mày đứa, cha xin lỗi. Hôm nay cha không xin được thức ăn mà còn bị lũ khốn nhà giàu đó đánh đập nữa. Cái gì chứ? Cha không xin được thức ăn à? Mấy ngày rồi chúng con chưa có gì vào bụng cả. Rất nhiều đứa TV baby đói quá đã ngất xỉu còn chưa tỉnh dậy kìa. Phải làm sao đây? Cha xin lỗi, cha xin lỗi. Để cha vào rừng hai một ít hoa quả cho các con ăn. Cha nuôi. Hả? Ở đây là đâu thế này? Chết tiệt. Một con quái vật bồn cầu định làm gì những TV baby mày? Khốn kiếp, mau dừng lại. Hả? Ngươi tỉnh rồi hay sao? Bình tĩnh đi. Chết tiệt. Ngươi đã làm gì những TV baby đây? Thưa quái vật bồn cầu, các ngươi chẳng có gì là tốt đẹp cả. Ta không thể nào bình tĩnh được nữa. Ta phải giết ngươi. Chết tiệt. Ta bảo ngươi hãy bình tĩnh lại đi. Nghe ta giải thích. Những đứa TV baby này tưởng đâu ngươi bệnh nặng nên đã đem cơ thể ngươi đi khắp mọi nơi để chữa trị. Vô tình đi ngang qua đây thì bắt gặp được ta. Bọn chúng cầu xin ta, ta chưa kịp trả lời thì bọn chúng đã đói quá lăn đùng ra xỉu hết rồi. Không liên quan gì tới ta. Chết tiệt. Không lẽ là ta đã hiểu lầm ngươi? Chứ còn gì nữa. Mặc dù ta là một phù thủy tối thượng của loài quái vật bồn cầu, nhưng ta đã cảm động trước tấm lòng của những em bé TV baby này. Có lẽ người đã đối xử với bọn chúng rất tốt nên mới được bọn chúng đền ơn như vậy. Đúng vậy, tôi đã nhận nuôi tất cả những TV baby bị bỏ rơi. Mặc dù tôi rất nghèo, nhưng tôi không để cho bọn chúng bị đói khát. Tuy nhiên hôm nay tôi đã tới thế giới của loài TV men giàu có để ăn xin. Bọn chúng không những không cho, lại đánh đập tôi, khiến tôi đau đến ngất xỉu. Thế giới TV men của các người tướng chừng hùng mạnh, nhưng lại phân cấp giàu nghèo rõ rệt. Nếu cứ tiếp tục tồn tại, nó sẽ khiến cho những người nghèo càng thêm nghèo, càng thêm đau khổ. Người biết về vấn đề này à? Vậy bây giờ ta phải làm sao để người nghèo bớt nghèo, những trẻ em không còn phải lang thang nữa? Chỉ có chiến tranh. Người phải tạo ra những cuộc xung đột. Lúc đó tất cả sẽ quay về con số 0. Mọi người sẽ bình đẳng. Trẻ em nghèo cũng sẽ có cơ hội được phát triển. Gì chứ? Chiến tranh à? Không thể nào, không thể nào. Ngươi bình tĩnh nghe ta giải thích. Chiến tranh mặc dù nó gieo rắc nỗi kinh hoàng, nhưng ở cái mặt tốt của nó sẽ giúp giảm dân số và thúc đẩy sự kinh tế phát triển từ đầu. Những kẻ giàu có sẽ không còn giàu nữa, còn những người nghèo tất nhiên sẽ không còn nghèo nữa. Có thật không? Nhưng ta như thế này làm sao có thể gây ra chiến tranh ở thế giới loài TV men được? Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ ban cho ngươi một phép màu mà ta đã tu luyện suốt mấy năm nay, sẽ giúp ngươi trở thành một thiên sứ gây xung đột, tạo ra chiến tranh. Hay quá. Cảm ơn quái vật bồn cầu phù thủy tối thượng. Nhưng khoan, còn lũ nhóc TV baby này, tôi phải làm sao với bọn chúng bây giờ? Ngươi cứ yên tâm, để ta thay ngươi chăm sóc bọn chúng. Hãy đi làm những việc ngươi cần phải làm đi, rồi quay về đón bọn chúng sau. Vậy thì tôi nhất quyết sẽ tạo ra chiến tranh ở thế giới TV Man để thúc đẩy phát triển lại từ đầu. Cảm ơn ông, tôi đi đây. Tới được thành phố của loài TV Man rồi. Lũ khốn kiếp kìa, các ngươi sẽ không còn được giàu sang nữa đâu. Ta sẽ tạo ra sự bắt đầu mới cho các ngươi, để tất cả mọi người được công bằng. Hả? Nhìn kìa, có một tên điên nào cơ thể lấm lia màu sắc tới đây ăn nói ông sùng thế kia. Chết tiệt,
Mau đuổi hắn ra thế giới giàu sang của chúng ta đi. Các người sẽ không còn là chủ sở hữu của thế giới này nữa. Kể từ nay, ta sẽ đưa tất cả những người nghèo khổ tới đây sinh sống. Còn các người muốn sống thì phải tạo dựng lại từ đâu. Chết tiệt, thì ra là một kẻ tới đây phá hoại thành phố của chúng ta. Anh em đâu, tập trung lực lượng tiêu diệt hắn. Ta không dễ bị ức hiếp như năm xưa nữa đâu. Các người dám chống lại ta, vậy thì ta sẽ tiễn các người xuống địa ngục. Cái thế giới ảo mộng giàu sang này cuối cùng cũng đã kết thúc. Thức ăn, nước uống, nguyên liệu tài nguyên sẽ được sang đều cho những người nghèo khó. Chết tiệt, hãy dừng tay lại, thứ phá hoại kia. Ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy? Hả? Cuối cùng ngươi cũng đã chịu xuất hiện. Tình chúa tể của thế giới TV Man giàu sang đây. Ta sẽ kết thúc thế giới của ngươi để tất cả mọi người được bình đẳng, công bằng. Cái gì chứ? Ngươi muốn tạo ra bình đẳng, công bằng à? Nhưng những thứ đó của ngươi sẽ không tồn tại được lâu đâu. Thế giới xã hội là phải phân biệt người giàu kẻ nghèo thì mới có thể thúc đẩy kinh tế phát triển. Còn ai cũng như ai thì làm sao mà họ cố gắng được? Ngươi câm mồm đi! Ngươi là chúa tể của cái lũ giàu sang ở đây. Ngươi sống trong nhung lụa, làm gì biết tới sự thiếu thốn của những TV man cực khổ như bọn ta. Còn những đứa trẻ TV baby nữa, bọn chúng bị bỏ rơi, ngay cả sữa còn không có mà uống nữa kìa. Đó chính là quy luật tự nhiên. Những kẻ yếu đuối, nghèo khó sẽ bị thế giới này đào thải. Do đó dân số sẽ không được tăng nhiều, chỉ duy trì những tinh anh TV man của chúng ta mà thôi. Cấm mồm! Thật không ngờ cái thế giới giàu sang xấu xa này đúng như những gì của phù thủy tối thượng quái vật bồn cầu đã nói với ta. Ta sẽ tạo ra xung đột chiến tranh ở đây để các ngươi chết dần chết mòn. Lúc đó dân số sẽ tự động cân bằng, người nghèo sẽ có cơ hội được phát triển. Cái gì? Người qua lại với lũ quái vật bồn cầu, bọn chúng tiêm những thứ tư tưởng độc ác xấu xa vào đầu của ngươi, ngươi cũng tin à? Ta không nghe theo bất kỳ ai, ta chỉ nghe vào niềm tin chính nghĩa công lý của ta mà thôi. Đến lúc rồi, ta sẽ tiêu diệt thứ chết tiệt như ngươi để đem lại công bằng cho tất cả những người nghèo. Ok, ngươi sẽ phải hối hận, bọn chúng chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Trên đời này sẽ không có công bằng dành cho người nghèo. Cầm mồm! Người nghèo bọn ta thì sao chứ? Tại sao lại không có công bằng? Bọn ta cũng là sinh vật giống như các người, có quyền được sống, có quyền được hưởng thụ. Các người thì được, bọn ta không được à? Chết tiệt, luôn nghèo khổ các người. Nếu không cố gắng thì làm sao mà có thể đòi hưởng thụ được chứ? Các người phải biết phấn đấu. Các người sẽ không còn là người nghèo, sẽ trở thành những người giàu có, rồi sẽ như bọn ta mà thôi. Đó là quy luật kinh tế. Ta không cần biết quy luật gì cả. Ta sẽ nhai đầu ngươi, thay thế ngươi, tạo ra thế giới của loài TV Man mới. Mình to lớn hơn, còn mọc ra bốn cái cánh nữa. Hay lắm. Được rồi, nhanh chóng đi tìm lũ quái vật bồn cầu, đón những đứa nhỏ TV baby thôi. Nhanh lên nào tụi bay, mau tiến về thế giới của loài TV Man giàu sang, chiếm lấy nơi đó. Pháp sư bồn cầu, không phải nơi đó rất hùng mạnh, chúng ta tới đó nộp mạng à? Các ngươi đừng lo, ta đã lợi dụng một tên TV Man và biến hắn thành công cụ gây ra chiến tranh của ta. Thật không ngờ hắn đã thành công tiêu diệt sạch sẽ cả thành phố giàu sang đó. Cái gì? Thì ra ngươi mới chính là kẻ lợi dụng ta. Khốn kiếp! Kẻ nào đây? Chắc thì không lẽ là ngươi? Thiên sứ gây xung đột tại tình TV Man, sao ngươi lại trở nên to lớn và hùng vĩ thế này? Hãy bình tĩnh. Ta kéo binh đoàn của ta tới đó là để giúp đỡ ngươi thôi. Ngươi đừng giả vờ nữa. Lúc đó ta ngây thơ, bị ngươi lợi dụng thôi. Bây giờ ta đã nghe hết tất cả những gì ngươi đã nói lúc nãy rồi. Chết tiệt, ngươi dám lợi dụng ta để tiêu diệt thế giới TV Man giàu sang đó. Nhưng ngươi đừng có mơ, ta sẽ thống trị và tạo ra thế giới mới cho loài TV Man nghèo khổ. Mẹ kiếp, đúng là một tên qua cầu rút ván. Chính nhờ ta mới giúp những kẻ nghèo đói các ngươi có cơ hội thay đổi cuộc đời đó. Đừng nói nhiều với thứ này nữa. Thế giới loài TV Man thì có một mình hắn là mạnh nhất, còn lại là lũ nghèo đói. Tiêu diệt được hắn, chúng ta sẽ xâm chiếm được hoàn toàn thế giới TV Man. Khốn kiếp, lũ chết tiệt này, cuối cùng các ngươi cũng đã bộc lộ được bản chất xấu xa của mình. Ta thật sai lầm,
thì tin vào lời quái vật bồ câu các ơi. Này kịp, phải giết bằng được hắn. Hãy nhận lấy phép thuật tối thượng của ta đây. Chết tiệt, sao bây giờ hắn không còn tác dụng với phép thuật của ta thế này? Không. Đồ quái vật bồn cầu kia, ngươi thật ngu ngốc. Ngươi quên rằng ngươi đã ban cho ta phép thuật đã biến ta thành một thiên sứ gây xung đột. Và bây giờ ta đã cường hóa thứ phép thuật đó để trở thành một thiên thần gây ra chiến tranh. Ta sẽ cho các ngươi biến mất khỏi thế giới này. Chết tiệt, hắn mạnh quá, không ổn rồi. Mau rút quân, bảo toàn lực lượng. Dừng lại, nếu ngươi giết bọn ta sẽ cho lũ TVBB chết theo. Khốn kiếp, các ngươi đã giấu những TVBB của ta ở đâu? Mau nói, nếu không ta sẽ cho các ngươi chết sạch. Bọn chúng ở khu đầm lầy phía trước.